chào mừng các bạn đã đến với channel. Hai chiếc điện thoại đang có trên tay mình đây, một bên thì sẽ là Samsung Galaxy A5 phiên bản 2016 và một bên là Xperia M5. Chính là hai chiếc điện thoại mà có rất nhiều bạn phân vân khi có trong tay 9 triệu đồng. Thực sự thì rất là khó để có thể quyết định được là chiếc điện thoại nào ngon hơn ở trong cái tầm giá này. Chiếc thì có tính năng chống nước, còn chiếc thì thiết kế rất là đẹp, lại còn có cảm biến vân tay nữa. Tuy nhiên thì ngày hôm nay mình sẽ giúp các bạn trả lời câu hỏi là chiếc điện thoại nào có hiệu năng tốt hơn trong hai chiếc máy này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng cho cái chiếc máy sẵn sàng cho cuộc tỉ thí ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ cùng bật cái chiếc máy lên cùng một lúc. Trong cái lúc mà đợi cho cái chiếc máy khởi động cho bài tỉ thí hiệu năng của chúng ta thì chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút về cấu hình. Với Samsung Galaxy A5 phiên bản 2016, chúng ta có con chip Exynos 7580 cùng với lại 2GB RAM. Còn với Sony Xperia M5 thì chúng ta sẽ có con chip Helio X10 cùng với lại 3GB RAM, nhiều RAM hơn so với lại A5. Như vậy là Samsung Galaxy A5 đã khởi động nhanh hơn. Còn Xperia M5 theo sau một chút, tuy nhiên thì nó vẫn còn đang phải khởi động các ứng dụng. Rồi, bây giờ thì chiếc M5 của chúng ta cũng đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng đến với lại phần thi đầu tiên, tốc độ load camera. 3, 2, 1. Có lẽ là Samsung, chính xác Samsung Galaxy A5 đã load camera nhanh hơn so với lại Xperia M5. Chúng ta cùng thử lại một lần nữa. Vào. Đó, các bạn đã thấy là Samsung Galaxy A5 load camera nhanh hơn hẳn so với lại Xperia M5 rồi. Có lẽ là riêng về tốc độ load camera thì những chiếc máy của Sony thì luôn luôn có một cái yếu thế nhất định so với lại những chiếc máy khác. Chúng ta sẽ cùng thử chụp ảnh xem sao. Đó, các bạn có thể thấy là Samsung Galaxy A5 lưu ảnh gần như là lập tức. Trong khi đó thì M5 phải đợi một chút. Chúng ta sẽ cùng chụp ảnh xong rồi xem luôn. Đó, các bạn có thể thấy là cái xem ảnh thì M5 cũng mất rất là nhiều thời gian. Như vậy là nếu mà nói về tốc độ load camera cũng như là hiệu năng camera thì rõ ràng là Samsung Galaxy A5 đã chiến thắng so với lại Xperia M5 rồi. Bây giờ thì sẽ là một phần thi về tốc độ đọc và ghi của bộ nhớ trong. Mình đã chuẩn bị ở đây hai file có mức dung lượng là khoảng 400MB. Và nhiệm vụ của cái máy thì sẽ là copy hai cái file này ra một vị trí khác ở trong bộ nhớ trong. Các bạn đang thấy Samsung Galaxy A5 nhanh hơn một chút so với Xperia M5. Tốc độ của Samsung Galaxy A5 là 30MB một giây, trong khi đó tốc độ của Xperia M5 là 22MB một giây. Mình phải nói rất là nhanh, không thì nó nhanh xong mất. Nó xong rồi. Samsung Galaxy A5 đã hoàn thành bài thi của mình. Và đến bây giờ thì M5 mới hoàn thành. Như vậy là nếu mà xét về tốc độ đọc và ghi của trong thì Samsung Galaxy A5 lại một lần nữa giành chiến thắng trước Xperia M5. Đến đây thì chúng ta sẽ cùng nhau load một số game để xem chiếc máy nào load game nhanh hơn. Ở đây thì mình đã chuẩn bị một số game rồi, những game này thì do là ngày lễ và lung tung cho nên là nó chuyển hết icon sang màu hồng rồi, nhìn hơi bị lạ mắt một chút. Tuy nhiên thì vẫn rất quen thuộc Temple Run 2. Xperia M5 đã vào cái logo loading nhanh hơn một chút so với lại A5. Để xem nào, chiếc máy nào nhanh hơn, có lẽ là M5, phải chăng là M5? Như vậy là Xperia M5 đã load Temple Run 2 xong trước so với lại Samsung Galaxy A5 phiên bản 2016. Ok, đến với game tiếp theo nha. Với Subway Surfer thì sao? Cố lên em ơi, cố lên Samsung ơi, cố lên nào, cố lên em ơi. Như vậy là lại một lần nữa M5 đã chiến thắng A5 ở game tiếp theo, Subway Surfer Alphan 8, cái game khá là nặng nề thì sao? Vào đi. Như vậy là với game cuối cùng thì Galaxy A5 phiên bản 2016 đã chiến thắng trước Xperia M5. Và như vậy là trong 3 game thì sẽ có 2 game mà M5 nhanh hơn so với lại A5. Cho nên là chúng ta sẽ cho M5 một chiến thắng trước Galaxy A5 ở bài thi load game này. Và bây giờ thì sẽ là phần thi cuối cùng, phần thi tổng hợp. Phần thi này sẽ là một lợi thế của Xperia M5 khi mà nó có một mức dung lượng RAM nhiều hơn. Chúng ta sẽ cùng chờ xem cái lợi thế đó có được M5 tận dụng tốt ở trong cái phần thi này hay không. Bây giờ thì sẽ là lúc để cho cái chiếc máy khởi động lại sau khi đã load một số game và ứng dụng rồi. Nào chúng ta hãy cùng bắt đầu. Bây giờ thì cái chiếc máy đang load camera. Rõ ràng là Xperia M5 chậm hơn rất là nhiều và đã để cho Samsung Galaxy A5 vượt lên trên. Bây giờ thì Samsung Galaxy A5 đã load ES File Explorer rồi, trong khi đó thì với M5 vẫn đang dừng lại ở Gallery. Samsung Galaxy A5 đang nhanh hơn và đã đến game đầu tiên rồi, Temple Run 2. Tuy nhiên thì với game Temple Run 2 này thì Xperia M5 đã rất bất ngờ khi gần đuổi kịp so với lại Samsung Galaxy A5. Khoảng cách khác biệt bây giờ chỉ khoảng 1 giây mà thôi. Bây giờ thì cái chiếc máy đang load Subway Surfer rồi, rất là gay cấn. Xperia M5 đã gần đuổi kịp so với lại Samsung Galaxy A5. Và có lẽ là với cái game Subway Surfer này thì M5 sẽ đuổi kịp hoặc hơn Galaxy A5 cho mà xem.
không được rồi, Galaxy A5 vẫn nhanh hơn một chút so với lại Xperia M5. Chúng ta sẽ cùng xem với game Advan 8 thì sao. Với Advan 8 thì Xperia M5 lúc nãy đã load game chậm hơn so với lại Galaxy A5, còn lần này thì sao? Và đúng như vậy, Galaxy A5 đã nhanh hơn rất là nhiều và nó hoàn thành phân tích tổng hợp của mình với thời gian là 1 phút 21 giây. Trong khi đó thì thời gian để M5 hoàn thành nửa đầu phân tích tổng hợp sẽ là 1 phút 26 giây. Samsung Galaxy A5 thì đã đến một số những ứng dụng đầu tiên của nửa thứ hai của phân tích tổng hợp rồi. Vâng, rất đáng tiếc là Samsung Galaxy A5 đã phải đi lốt lại ngay từ những ứng dụng đầu tiên. Gallery hay là S5 Explorer thì nó đều phải lốt lại mất rồi. Còn với Xperia M5 thì khá cẩm hơn một chút. Gallery hay là S5 Explorer thì nó không phải lốt lại. Phía bên Galaxy A5 thì nó đã phải reload lại game Temple Run 2. Còn với Xperia M5 thì rất tuyệt vời khi mà Temple Run 2 không phải lốt lại. Có lẽ là M5 sẽ chiến thắng ở trong cái phân tích tổng hợp này thôi. Tuy nhiên thì với Subway Surfer thì Xperia M5 lại phải lốt lại con rồi, rất là đáng tiếc. Chúng ta sẽ cùng tua nhanh một chút để đến với lại game tiếp theo, Advan 8. Và Advan 8 thì M5 lại không phải lốt lại, rất là trái quái. Như vậy là Xperia M5 đã hoàn thành phân tích tổng hợp của mình với thời gian là 1 phút 08 giây. Trong khi đó thì ở bên kia Galaxy A5 đang lốt Subway Surfer. Và để cho nhanh gọn thì Galaxy A5 sẽ hoàn thành phân tích tổng hợp của mình với thời gian là 2 phút 39 giây. Như vậy là chúng ta đã có chiến thắng thuộc về Xperia M5 ở phân tích tổng hợp, một kết quả không quá bất ngờ khi mà M5 có số lượng RAM nhiều hơn so với Galaxy A5. Và sau những phần thi hết sức gay cấn thì cuộc tỉ thí của chúng ta đã dừng lại với một kết quả khá là đồng đều, 2 đều cho cả chiếc máy. Với Samsung Galaxy A5 thì nó vượt qua M5 ở 2 bài thi. Thứ nhất là hiệu năng camera và thứ hai thì sẽ là tốc độ đọc và ghi của bộ ở trong. Còn về phía Xperia M5 thì nó load game nhanh hơn cũng như là đa nhiệm tốt hơn so với lại Samsung Galaxy A5. Tuy rằng là tỷ số thì đều là 2 đều, tuy nhiên thì mình sẽ cho Xperia M5 một chiến thắng bởi vì cái tốc độ load game cũng như là khả năng đa nhiệm là rất là quan trọng trong hiệu năng của một chiếc máy. Tuy nhiên thì để mà chốt lại một câu là chiếc máy nào ngon hơn chiếc máy nào ở cái tầm tiền 9 triệu này thì có lẽ là sẽ phải tùy vào cái sở thích của các bạn thôi. Nếu như các bạn mong muốn có một chiếc máy mà có khả năng đi dưới trời mưa hay là đi bơi, đi lặn thì Xperia M5 sẽ là một sự lựa chọn tốt hơn so với lại A5. Còn nếu bạn muốn có một chiếc máy đẹp, cầm rất là sướng tay cũng như là có cảm biến vân tay khá là nhanh và nhạy thì chúng ta sẽ chọn Samsung Galaxy A5 phiên bản 2016. Đến đây thì xin phép được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn sớm chọn được chiếc máy ưng ý và chúc mừng năm mới.